Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hy vọng là sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thú vị và bổ ích để cùng chào đón một ngày mới trong nhiều niềm vui. Và chương trình ngày hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 8 năm 2015 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu kiều bào. Thông tin kỷ niệm ngày truyền thống ngành lao động thương binh xã hội và ngành văn hóa thể thao du lịch ngày 28 tháng 8. Hành trình cứu sống bé trai ở Vĩnh Long bị đâm xuyên sọ. Và bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chào các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, chiều hôm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật 100 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, đại diện cho hàng ngàn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại 14 nhà tù qua các thời kỳ hiện đang sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Trong không khí xúc động, Chủ tịch nước và các đại biểu đã cùng ôn lại những năm tháng hoạt động chiến đấu hào hùng của quân và dân ta kể từ cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng 8 giành thắng lợi, lập nên nhà nước công nông đầu tiên của nước ta. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Hàng vạn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày nhưng vẫn kiên trung, một lòng với nước, với dân, góp phần xứng đáng vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Chia sẻ với những suy nghĩ mong muốn về tương lai đất nước của các đại biểu, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn kiên định mục tiêu bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đẩy mạnh công tác chống suy thoái tham nhũng lãng phí, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Chủ tịch nước cũng mong muốn các đại biểu có mặt hôm nay tiếp tục nêu gương sáng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ noi theo. Chiều hôm qua tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu gồm hơn 30 kiều bào tiêu biểu đến từ 10 nước, đại diện cho 4,5 triệu kiều bào đang sinh sống và làm việc ở khắp các châu lục trên thế giới về nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 1945-2015. Tại buổi gặp mặt, đại diện cho bà con kiều bào đều khẳng định dù ở đâu, làm gì, vẫn luôn hướng về Tổ quốc, đồng lòng xây dựng quê hương đất nước. Các đại biểu cảm ơn Đảng, Nhà nước, các cấp ngành đã quan tâm tạo điều kiện để kiều bào được về thăm quê hương dự lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, việc tổ chức đoàn đại biểu kiều bào về dự lễ kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9 có ý nghĩa to lớn trong chính sách đại đoàn kết dân tộc, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời ghi nhận công lao đóng góp của kiều bào trong hai cuộc kháng chiến, khích lệ động viên các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 28 tháng 8 cũng là ngày kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành lao động thương binh và xã hội và ngành văn hóa thể thao và du lịch 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2015. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng đến với những thông tin về các hoạt động kỷ niệm ngày nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành văn hóa. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ công chức viên chức ngành lao động. Trong đó, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của ngành, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành văn hóa luôn phấn đấu phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, không ngại gian khổ, hy sinh, nỗ lực làm tròn sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận văn hóa, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của dân tộc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ văn hóa soi đường cho quốc dân đi, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trước đó, hôm qua, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của ngành văn hóa Việt Nam. Trải qua 70 năm, ngành văn hóa luôn gắn chặt với lịch sử cách mạng và dân tộc, luôn giữ vị trí hàng đầu trong năm bước công tác cách mạng theo phương châm kháng chiến văn hóa kháng chiến. Các định hướng chiến lược văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời hội nhập. Các lĩnh vực thể thao, du lịch,
gia đình đã có nhiều bước tiến vượt bậc, đạt nhiều thành tựu, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, chính trị và xã hội. Cũng nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành văn hóa thể thao du lịch, chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cũng sẽ tiến hành tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ôn lại ngày truyền thống của ngành. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, theo tuyên cáo do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 28 tháng 8 năm 1945 về việc thành lập Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm 13 bộ, trong đó có 2 bộ làm chức năng quản lý các lĩnh vực công tác, lao động, thương binh và xã hội, là Bộ Lao động và Bộ Cứu tế xã hội, nhằm đảm bảo những nhiệm vụ về lao động, thương binh và xã hội trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng nước ta. Vào tháng 3 năm 1976, Ti Thương binh Xã hội tỉnh Cửu Long được thành lập. Đến tháng 12 năm 1982, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cửu Long đã ban hành quyết định số 2368 thành lập Sở Lao động Thương binh và Xã hội trên cơ sở hợp nhất Ti Lao động và Ti Thương binh Xã hội. Và trải qua 70 năm hình thành và phát triển của ngành lao động thương binh và xã hội nước ta, ngành lao động thương binh xã hội của tỉnh Vĩnh Long cũng đi được chặng đường gần 40 năm xây dựng, trưởng thành và lớn mạnh. Thực hiện nhiệm vụ của ngành dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, sự hỗ trợ phối hợp tích cực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ngành đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành và lớn mạnh về nhiều mặt, đặc biệt là công tác lao động, việc làm, đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Nổi bật là ngành đã tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng 2542 danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện thủ tục công nhận trên 70.000 đối tượng người có công, tìm kiếm quy tập gần 14.500 mộ liệt sĩ, vận động được trên 70 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa trên 12.500 căn nhà tình nghĩa, quy động các nguồn quỹ vì người nghèo, quỹ an sinh xã hội với số tiền hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin về kinh tế và xã hội. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình nghiên cứu và can thiệp phòng chống sốt xuất huyết. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án sốt xuất huyết, sau thời gian thực hiện dự án tại 4 phường An Hòa, Cái Khế, Long Tuyền, Trà Nóc, kết quả cho thấy đã nâng cao kiến thức về mối liên hệ giữa khí hậu và bệnh sốt xuất huyết, cải thiện khả năng phát triển sớm và kết nối với các cảnh báo khả năng bùng phát dịch sốt xuất huyết liên quan đến các thông số khí hậu, giảm số ca mắc sốt xuất huyết, giảm số ca độ BC. Số ca sốt xuất huyết sau 1 năm can thiệp ở 4 phường chỉ có 18 ca, tương đương 22% so với trung bình 5 năm. Số ca sốt xuất huyết độ B và C giảm chỉ còn 3 ca, tương đương 21% so với trung bình 5 năm. Không có ca tử vong. Theo đánh giá, dự án góp phần nâng cao kiến thức, thay đổi thái độ hành vi và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cộng đồng, giúp người dân đối phó tốt hơn với sốt xuất huyết bất thường, tăng cường năng lực của hệ thống y tế. Thưa quý vị, đầm Thị Tường là một trong những đầm nước tự nhiên có diện tích lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với trên 700 hecta diện tích mặt nước. Và sự giàu có trù phú của đầm đã đi vào những giai thoại của người dân địa phương, mang nét đặc trưng của con người và vùng đất Cà Mau. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây, sự khai thác quá mức nhưng chưa có quy hoạch rõ ràng khiến cho đầm Thị Tường chưa phát huy hết lợi thế mà thiên nhiên ưu ái ban tặng. Đầm Thị Tường được tạo nên từ phù sa bồi lắng của các con sông Mỹ Bình, sông Ông Đốc và nhiều kênh rạch của năm xã thuộc ba huyện là Phú Tân, Trần Văn Thời và Cái Nước. Đầm không chỉ được biết đến bởi vẻ đẹp hoang sơ mà còn là nơi sinh sống của nhiều loại thủy sản nước lợ. Vì lẽ đó, từ lâu, mặt đầm là nơi mưu sinh của nhiều hộ dân nghèo địa phương. Đầm Thị Tường mang nhiều nét đặc trưng về sự trù phú, giàu có, điển hình mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất phương Nam. Tuy nhiên, những năm gần đây, hoạt động khai thác theo kiểu tận diệt đã khiến nguồn thủy sản của đầm Thị Tường dần trở nên cạn kiệt. Ngày trước 100%, bây giờ nó chỉ còn lại có khoảng 2%. Nó giảm đi tới 98%. Cái đánh bắt bừa bãi rồi triệt điện. Thiệt điện thì nó chết cả ấu trùng, con tôm, con cá. Đối với cái đầm thì nó do cái liên quan là ba năm xã và ba huyện. Thì nếu như mà cùng nhau là mình là có cái sự cộng đồng
liên phối hợp giữa các xã nhau, làm sao là mình là thành lập các cái tổ đưa vào tổ hợp tác để quản lý cho nó chặt chẽ cũng như liên kết nhau. Thì hiện tại giờ nó giữa cái đối tượng mà hộ dân ở nơi khác qua thì cũng khó quản lý. Đầm Thị Thường không chỉ là điểm độc đáo về cảnh quan tự nhiên mà còn là nơi gắn liền với truyền thống lịch sử trong các cuộc kháng chiến. Do đó, việc chấn chỉnh, quy hoạch lại từ hoạt động nuôi trồng cho đến khai thác là việc làm cần thiết hiện nay. Thưa quý vị, còn tại tỉnh Vĩnh Long thì nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như góp phần giữ vững cân bằng sinh thái tại vùng sông nước, hôm nay Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành thả hơn 5.000 cá thể cá trên sông Tiền tại địa bàn xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm để bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản tại địa phương. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn về hoạt động này trong chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sau gần 20 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé Dương Minh Phát, nhân vật chính trong vụ án đứa trẻ 11 ngày tuổi bị dao đâm xuyên sọ ở Vĩnh Long đã hồi phục sức khỏe một cách kỳ diệu. Sáng nay, bé Phát được bệnh viện cho xuất viện và tổ chức xe đưa về quê nhà tại Vĩnh Long. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình cứu bé trai bị đâm xuyên sọ này. 7 giờ sáng ngày 8 tháng 8, bé Dương Minh Phát được đưa từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng hôn mê. Lưỡi dao bầu có cán gỗ vẫn còn đâm sâu giữa trán bé. Nhận được thông tin, ban giám đốc bệnh viện đã khởi động quy trình cấp cứu báo động đỏ. Đây là quy trình cấp cứu khẩn được bệnh viện này thực hiện nhằm tập trung nhanh và kịp thời đội ngũ y bác sĩ để cấp cứu bệnh nhân. Bên cạnh đó, bệnh viện còn mời các bác sĩ giỏi tại Bệnh viện Nhân dân 115 sang hội chẩn. Chẩn đoán hình ảnh, kết quả cho thấy nạn nhân bị lưỡi dao dài 26cm đâm xuyên từ hốc mắt trái lên đến đỉnh não phải. Phần lưỡi dao xuyên sọ và đi vào não dài 11cm gây tổn thương toàn bộ mô não nơi nó đi qua. Đây là phần não giữ nhiệm vụ điều khiển vận động của cơ thể. Phẫu thuật rút dao khỏi não là phương án duy nhất để cứu bé. Tuy nhiên, đây vẫn là giải pháp còn nước còn tát, bởi trong thời gian mổ, các yếu tố nguy cơ có thể xảy ra như chảy máu không cầm được hoặc sốc khiến bé có thể lập tức tử vong. Tuy nhiên, may mắn mỉm cười, sau thời gian chuẩn bị, thời khắc nín thở đã diễn ra và mọi thứ hoàn toàn suôn sẻ. Sau phẫu thuật thành công, bệnh nhi được theo dõi đặc biệt, vừa cho thở máy, vừa truyền dịch nuôi sống qua tĩnh mạch, vừa dùng những loại thuốc chống nhiễm trùng. Thần may mắn một lần nữa xuất hiện, những cơn co giật dấu hiệu của việc não nhiễm trùng giảm dần. 10 ngày sau khi mổ, bé hồng hào và có dấu hiệu sinh tồn mỗi lúc rõ hơn. Các bác sĩ thở phào cho giới truyền thông biết là bệnh nhi đã hồi phục ngoạn mục, ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ cai máy thở, bé còn có thể cất tiếng khóc và bú được mỗi ngày 8 lần. Nguồn sữa bé bú đến từ sữa của người mẹ. Chăm sóc lúc bé này là các bác sĩ điều dưỡng của khoa hồi sức sinh sản. Thân xác của bé khiến cả những người lạc quan cũng phải ngạc nhiên. Điều quan trọng nhất, theo các bác sĩ, là mắt bé không bị ảnh hưởng, phần não bị tổn thương khá ổn. Các hoạt động chân tay hoàn toàn bình thường. Sáng ngày hôm qua, 27 tháng 8, ban giám đốc bệnh viện vui mừng tổ chức buổi họp công bố bé đủ sức khỏe để xuất viện. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, trưởng khoa hồi sức sơ sinh, nâng niu thành quả trước khi trao bé lại cho bố mẹ. Vết sẹo khá dài do lưỡi dao quá lớn vẫn còn để lại trên gương mặt bé Dương Minh Phát và mọi di chứng vẫn có thể còn chờ bé ở phía trước. Tuy nhiên, hiện tại đây được xem là kỳ tích trong việc cứu sống bé sơ sinh bị tổn thương não của ngành y học Việt Nam. Và hôm nay, 28 tháng 8, bé Dương Minh Phát sẽ theo bố mẹ về quê ở Vĩnh Long và trở lại tái khám vào 2 tuần sau đó. Em xuất viện thì em rất vui khi được nó bình phục như ngày hôm nay. Dạ, em biết ơn mấy bác sĩ và mấy cô điều dưỡng và trợ lý ở đây giúp lo cho con em rất tốt, được mau bình phục trở về. Sau khi xuất viện trẻ này thì thật ra không phải cháu ra viện về rồi thôi. Tại vì cháu ra viện về rồi cháu sẽ được hẹn tái khám về thần kinh ít nhất là một tuần sau khi xuất viện và sau đó mỗi tháng và mỗi 3 tháng cho đến lúc cháu được 2 tuổi. Tại vì những cái phát triển thần kinh của cháu trẻ sơ sinh không riêng gì về một cái đứa trẻ mà bị chấn thương đầu như thế này, bị vết thương đầu như thế này, mà còn những cái đứa trẻ sơ sinh có nguy cơ thì mình phải đánh giá cái sự phát triển về tâm thần vận động của cháu mỗi tháng đầu trong vòng 3 tháng và mỗi 3 tháng
cho đến lúc 2 tuổi để mình có thể giúp cho cháu ở những cái giai đoạn đó mình can thiệp điều trị thuốc hoặc là những can thiệp vật lý trị liệu phù hợp cho cháu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện việc chuyển đổi cây trồng, đưa cây màu trồng sen trên đất ruộng để nâng cao hiệu quả kinh tế. Những năm gần đây, phong trào trồng ớt sừng vàng ở nhiều địa phương trong tỉnh Vĩnh Long phát triển mạnh. Tuy nhiên, để đạt được kết quả cao thì nhất là thời điểm mùa mưa như hiện nay là một điều không dễ. Đòi hỏi người nông dân phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc cũng như là phòng trừ các loại sâu bệnh. Trồng ớt sừng vàng trong mùa mưa tốn nhiều chi phí sản xuất và công chăm sóc hơn trồng trong thời điểm mùa nắng. Theo ông Nguyễn Duy Phong ở xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, người có hơn 20 năm trồng ớt cho biết, để việc trồng ớt đạt hiệu quả trong mùa mưa, quan trọng nhất là cần lên liếp đất cao để thoát nước tốt, đậy màng phủ nông nghiệp để hạn chế sâu bệnh và cỏ dại tấn công cây ớt. Bên cạnh đó, nông dân cần cung cấp kịp thời và đầy đủ chất dinh dưỡng để cây ớt phát triển tốt, nâng cao sức đề kháng với các loại sâu bệnh hại. Giai đoạn mà xuống cây là mình có thể là bón lót, đồng thời cộng với là phân chuồng. Là mình bỏ vào gốc rồi mình hạ, bước tiếp theo là mình xuống cây. Đó là bón lót lần đầu tiên là cái loại phân mà phân hỗn hợp là phân 20-15 đó. Rồi sau thời gian mà cho trái là khoảng 3 tháng, rồi mình hái 1-2 đợt đầu tiên, mình bắt đầu tiếp tục vô phân lần 2. Thì trung bình một công khoảng chừng một bao rưỡi, có nghĩa là khoảng 70-75 kg cho một công. Đợt 3 thì cũng vậy, nhưng mà nếu mà trong giai đoạn mà mình vô cái đợt nhì mà nó kéo dài được cây ớt còn tốt thì mình khỏi vô phải cái đợt lần thứ 3. Về quản lý sâu bệnh hại, khác với mùa nắng, trồng ớt sừng vàng trong mùa mưa thường ít bị bọ trĩ tấn công. Tuy nhiên, sâu, dòi đục trái, bệnh thắng thư và bệnh héo cây là 4 loại sâu bệnh gây hại nghiêm trọng trên cây ớt. Nếu không phòng trị kịp thời sẽ gây thất thu rất lớn đến năng suất. Đặc biệt là bệnh thắng thư, nếu bệnh nhiễm sớm mà không có biện pháp phòng trị hiệu quả thì có thể dẫn đến thất thu năng suất gần như hoàn toàn. Biện pháp quản lý bệnh tốt nhất thường là phun thuốc hóa học để phòng ngừa bệnh. Phá hại nhiều nhất là sâu đục trái. Đó. Thì mình phải là sử dụng thuốc hóa học. Là mình xịt nó trong vòng tuần lễ. Nếu mà mật độ sâu nhiều thì mình sử dụng lần 2. Còn về mà dồi đục trái á, thì mình sử dụng là 10 ngày nửa tháng một lần. Đó, mình xử lý bằng loại thuốc hóa học cũng như là hớp sang để xử lý cái dồi đục trái. Còn về phần bệnh á, thì chẳng hạn như là bệnh thắng thư thì nó cũng có những cái loại thuốc là chỉ thắng thư mà ở ngoài cửa hàng nông nghiệp nó ở đâu cũng có bán hết. Chẳng hạn như là Amesta hoặc Lidomin. Hoặc là ăn cha con đó. Nhân dân các loại thắng thư là mình đều sử dụng được hết. Riêng bệnh héo cây, do đây là bệnh có tác nhân là nấm và vi khuẩn trong đất nên rất khó phòng trị. Để quản lý tốt bệnh này, bà con nông dân thực hiện tốt khâu xử lý đất thời điểm đầu vụ và bón phân hữu cơ cho đất. Với những kỹ thuật vừa khuyến cáo, bà con nông dân có thể kết hợp với kinh nghiệm của bản thân để áp dụng vào việc chăm sóc ruộng ớt sừng vàng của mình, góp phần giúp cây ớt phát triển tốt, nâng cao năng suất của cây ớt cũng như thu nhập của gia đình. Mở đầu một điểm báo sáng nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, báo Tuổi Trẻ số ra phát hành ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Lợi ích dân tộc dẫn đường cho ngoại giao, suy sụp vì tiêu chí phụ, logo xe dua hết thời, không quên từng phận người, e dè khi khám tiền hôn nhân. Nóng bỏng trên sân Đồng Nai, cứt vận tải ngủ quên, để chim đừng bỏ đất lành. Thưa quý vị và các bạn, qua phản ánh của báo Tuổi Trẻ và dư luận, cơ quan công an đã lập chuyên án điều tra về tình trạng xe dua có dán các logo bảo kê cho việc hoạt động bất chấp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số địa phương lân cận. 7 người trong 2 đường dây chuyên bán logo xe dua vừa bị bắt. Xung quanh câu chuyện bán logo xe dua, ở trang 4 và 5 của báo Tuổi Trẻ hôm nay có bài viết Logo xe dua hết thời, nội dung của bài báo phản ánh. In một logo chỉ có 400 đồng hoặc cao nhất là 1.000 đồng, kèm theo lời hứa bảo kê để trở thành xe dua,
rồi bán với giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng mỗi xe mỗi tháng, kiếm 3 tỷ đồng mỗi tháng. Đó là cách thức làm ăn của hai đường dây chuyên bán logo xe vua vừa bị công an bắt ngày 26 tháng 8. Được biết là lực lượng chức năng cũng sẽ tiếp tục điều tra làm rõ việc là có ai dính líu tới nhóm bán logo và ai vi phạm tới đâu thì sẽ xử lý tới đó, không dung túng và bao che. Và cũng trên báo Tuổi Trẻ sáng nay ở trang 2 và trang 3 của báo đã có bài viết phản ánh về tình trạng cướp vận tải ngủ quên. Nội dung bài báo đặt vấn đề là xăng dầu giảm liên tục thời gian qua, thế nhưng các doanh nghiệp vận tải vẫn không hề điều chỉnh lại giá cước. Bức xúc trước tình trạng trên, Bộ Tài chính đã phải có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, các địa phương yêu cầu các hãng vận tải kê khai lại giá. Trên cơ sở việc kê khai này, các doanh nghiệp đánh giá tác động việc giảm giá xăng dầu để kê khai giá cước mới phù hợp với mức giảm giá xăng dầu. Trường hợp doanh nghiệp niêm yết kê khai giá cước vận tải không đúng thì cơ quan quản lý phải xử phạt nghiêm. Qua khảo sát thực tế và tính toán của Tuổi Trẻ cho thấy, những khoản tiền không nhỏ thay vì lợi cho người tiêu dùng lại đang chảy sang túi của doanh nghiệp. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên báo Thanh Niên sau hành sáng ngày hôm nay. Triệt phá xe vua, hậu quả của việc lắp sông rạch, 78 trang web lừa trúng thưởng, máy bay bị xe băng chuyền đâm, dù chủ hàng bỏ rơi 1.000 con cá sấu, nghi vấn người mua lừa đảo, Thành phố Hồ Chí Minh tăng lệ phí đăng ký ô tô xe máy từ ngày 1 tháng 9, phải trả lại nguyên trạng sông suối, chiếu chèo thời Facebook. Xoay quanh câu chuyện chống ngập ở đô thị thì một vào buổi sáng ngày hôm nay của báo Thanh Niên cũng có bài viết là hậu quả của việc lắp sông rạch. Nội dung bài báo phân tích: mưa là ngập không còn là nỗi kinh hoàng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mà đã lan rộng ra nhiều đô thị trên cả nước, dễ dàng tới cả những nơi tưởng rằng rất khó ngập. Đà Lạt với địa hình đồi núi dốc cao cũng ngập. Biên Hòa nằm sát ngay con sông Đồng Nai cũng chìm trong nước chỉ sau khoảng một vài tiếng mưa. Và nghịch lý này là hệ quả của nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân lớn khiến cho việc chống ngập trở nên khó khăn, thậm chí là bế tắc, đó là việc bức tử các dòng sông, kênh, rạch, mương để làm nhà và làm dự án, khu dân cư. Và khi hệ thống thoát nước tự nhiên này bị chặn lại, thì nước sẽ còn cách tràn vào nhà, lên phố và đường sẽ biến thành sông như chúng ta đang chứng kiến. Cũng trên báo Thanh Niên sáng nay ở trang 5 còn có bài viết 78 trang web lừa trúng thưởng. Danh sách này được Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PC50 Công an thành phố Hà Nội công bố hôm qua nhằm kêu gọi các nạn nhân đến cơ quan trình báo phục vụ công tác điều tra. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, nhóm người này đã lập hàng chục website mạo danh cá nhân, đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ mạng xã hội Facebook, Zalo, sau đó nhắn tin với nội dung thông báo chương trình trúng thưởng xe máy SH Liberty cùng 100 triệu đồng tiền mặt đến các nạn nhân, hướng dẫn các nạn nhân truy cập vào các website mà chúng lập ra. Sau đó, các nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu khai báo thông tin cá nhân của người trúng thưởng để chiếm đoạt, đồng thời yêu cầu gửi tiền, thường thông qua việc mua thẻ điện thoại từ 1,5 đến 10 triệu đồng một trường hợp để làm thủ tục trúng thưởng. Và với thủ đoạn như trên thì cũng đã có hàng trăm người trên cả nước bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chính vì thế mà mọi người chúng ta hãy nên cảnh giác nhé. Và tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý trên báo Vĩnh Long số phát hành sáng ngày hôm nay. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Phục hồi chức năng sớm cho trẻ khuyết tật, chuyện rất cần. Người lao động cần cân nhắc trước khi nhận bảo hiểm xã hội một lần. Ngộ độc rượu chết lâm sàng và được cứu sống. Tăng thông tin nâng trách nhiệm tạo minh bạch cho học sinh. Hỗn chiến vì giành làm ca sĩ, dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi. Đề cập đến vấn đề phục hồi chức năng đối với các nạn nhân chất độc da cam, trang chính của báo Vĩnh Long hôm nay có bài viết phục hồi chức năng sớm cho các trẻ khuyết tật, chuyện rất cần. Nội dung của bài báo chia sẻ: Trung tâm phục hồi chức năng dành cho nạn nhân chất độc da cam đầu tiên trong tỉnh Vĩnh Long vừa đi vào hoạt động tại huyện Tam Bình. Khi được hỗ trợ phục hồi chức năng sớm, nạn nhân sẽ giảm nhẹ đi các di chứng, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Toàn tỉnh hiện có hơn 6.000 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có nhiều nạn nhân vì không được tập luyện nên không có khả năng phục hồi chức năng. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi những thông tin trên các báo phát hành sáng ngày hôm nay. Và sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng cập nhật những thông tin dự báo thời tiết của các vùng trong ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sáng ngày hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của rãnh áp thấp hầu như ít di chuyển và có trục đi ngang qua khu vực Bắc Bộ.
Chính vì vậy nên từ hôm nay miền Bắc sẽ có mưa vừa mưa to, trong khi đó gió mùa ở phía Nam đang suy yếu, vì vậy mà thời tiết cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Từ Thừa Thiên Huế trở ra thì mây và mưa nhiều, còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào thì mây giảm và ít mưa. Các tỉnh Nam Bộ thì cũng giảm mưa, có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ, tập trung ở miền Tây. Thời tiết Nam Bộ ngày và đêm hôm nay được dự báo như sau. Khu vực miền Đông Nam Bộ nhiều nơi không có mưa, riêng ở khu vực Tây Ninh thì có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ ở tại thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh cao nhất ở khoảng là 34 độ C, còn ban đêm thì tăng chủ yếu ở Vũng Tàu với mức nhiệt độ thấp nhất là 27 độ C. Cần Thơ và Rạch Giá giảm mây, nắng cả ngày, chiều có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ, nền nhiệt ở cả hai khu vực do vậy đều tăng nhưng mà không khác biệt nhiều. Cao nhất ngày ở khoảng là từ 32 cho tới 33 độ C, còn thấp nhất về đêm là từ 26 cho tới 27 độ C. Cà Mau vẫn duy trì mưa rào nhẹ, trong khi đó ở tại Phú Quốc thì mây và mưa giảm nhiều, về chiều chỉ có mưa nhỏ cho nên nhiệt độ ngày ở tại Phú Quốc tăng khá, cao nhất ở khoảng là 32 độ C. Còn ban đêm thì cả hai đều có mức nhiệt độ thấp nhất là 27 độ C. Phần cuối bản tin hôm nay sẽ là phần dự báo cho Vĩnh Long và những khu vực lân cận. Ở những nơi này thì ngày ít mây và nắng nhiều, hầu hết đều không có mưa, phía Nam có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ trưa nay tăng nhẹ và có mức cao nhất ở khoảng là từ 33 cho tới 34 độ C. Về đêm thì nhiệt độ hầu như ít thay đổi, thấp nhất ở khoảng là từ 25 cho tới 26 độ C. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Vĩnh Long sáng nay. Xin thân ái chào tạm biệt.